Con xin kính chuyển một câu hỏi tiếp theo đến thầy Thích Hạnh Phú ạ. Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy cho con hỏi. Ghi hẳn rõ là phải Đại Đức Thích Hạnh Phú trả lời. Chúng con là hàng phàm phu, nghiệp chướng sâu dày, phước mỏng. Hôm nay thầy đủ duyên lành cho con được hoan hỷ, cho con được hỏi một việc, vì con rất áy náy. Chúng con ở nông thôn nên công việc đồng áng rất là bận rộn, nên chỉ có tu trên Zoom 418 hai thời khuya và tối. Nhưng thời khóa buổi tối chúng con thường vào Zoom trễ hơn thời khuya thì trời sáng, nên khoảng 6 giờ là tự hồi hướng rồi đi làm. Vậy việc tu hành không đảm bảo thời khóa có ảnh hưởng đến việc vãng sinh Tây Phương Cực Lạc không ạ? À? Con xin tri ân công đức của thầy Thích Hạnh Phú ạ. A Di Đà Phật. Cô ấy sợ là bác này, bác ấy sợ là cô Diệu An không gửi đến thầy Thích Hạnh Phú, cho nên bác nhắc đi nhắc lại là phải thầy Thích Hạnh Phú ạ. Con kính nha, thỉnh nhà thầy trả lời. Dạ con bạch thầy, xin thầy trả lời câu này trong khoảng 5 phút ạ. 5 phút ạ. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn thượng đức tăng ni chứng minh, kính thưa tất cả đại chúng đồng bạc trên dâm mạng. Vãng sanh hay không á, không phải do tu ở trên đường Zoom của thầy Hạnh Phú. Giống như vừa rồi có một vị mà hỏi thầy giác khảo á, thưa thầy, mà vãng sanh hay không á, hỏi chính mình. Đại lão Hòa Thượng Ân Sư á, ngài có khai thị như thế này nè: bạn hỏi Phật, Phật chưa chắc gì trả lời cho bạn. Bạn hỏi đồng tu, chưa chắc gì người ta trả lời đúng với bạn đâu, mà bạn hãy hỏi chính bạn. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư có khai thị rằng được vãng sanh hay không là do tín và nguyện. Vậy mình hỏi chính mình có thật sự tin tưởng hay không, có thật sự muốn đời này chấm dứt đoạn tận cái việc mà sanh tử hay không. Trở lại cái câu hỏi của thầy Đạo Thịnh trả lời: miệng thì niệm Phật, mà tâm là đỡ tới đứa con trai nó muốn cưới vợ mà mình không đồng ý. Vậy thì thật sự bạn nói rằng là mình nói rằng mình tin Phật là tin giả dối, chưa thật sự tin đâu chứ vậy. Mình nguyện là nguyện xạo, nguyện lừa gạt Phật thôi, đúng không? Bởi vì á, chư tổ nói như thế này nè: cái tâm của mình á, nó chỉ có một thôi. Nếu mình đặt vào chỗ nào thì cái chỗ đó là nó dính mắc chỗ đó. Thí dụ như tâm mình đặt vào tâm chỗ cái danh hiệu A Di Đà Phật, thì cái tâm của mình nó dính mắc vào câu A Di Đà Phật, thì nó không bao giờ dính mắc tới cái chuyện đứa con trai. Cái nguyện của mình cũng vậy: ngài Hạ Liên Cư là Bồ Tát Phổ Hiền, không? Hôm nay là ngày vía của ngài Phổ Hiền Bồ Tát này. À, ngài nói vậy. Người niệm Phật chỉ có một cái nguyện duy nhất mà thôi. Nguyện gì? Nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đại lão Hòa Thượng Ân Sư ngài khai thị: người niệm Phật đời này chỉ có một phương hướng, Tây Phương Cực Lạc thẳng tiến. Đời này chỉ có một mục tiêu là thân cận Đức Phật A Di Đà mà thôi. Vậy mình tự quýnh giá lại mình xem thử, bao nhiêu năm nay niệm Phật, niềm tin mình đã kiên định chưa? Kiên định là như thế nào? Gặp hoàn cảnh mà chồng không tu á, con không tu á, mình có buồn hay không? Nếu mà Hòa Thượng thầy Giảm Tịnh Hải và Hòa Thượng Tịnh Không nói vậy, nếu mình buồn á là mình chưa thật sự tin tưởng Phật rồi. Tại sao? Bạn nên nhớ Phật pháp là pháp tha lực. Nghĩa là mình tu chắc chắn có hộ pháp, có Bồ Tát, có chư Phật ủng hộ mình. Bởi vì tâm nguyện duy nhất của mười phương chư Phật là thấy chúng ta vãng sanh Tây Phương Lạc. Vậy thì các ngài phải có trách nhiệm, gọi là các chư Phật nhân có trách nhiệm phải dọn đường bằng phẳng cho ta đi về Tây Phương Lạc, gọi là dọn đường bằng phẳng cho ta đi về Tây Phương Lạc. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó là cái trách nhiệm của chư Phật phải hộ trì Đức Phật A Di Đà. Qua đâu? Qua lời nguyện thứ 17. Vậy thì quan trọng là mình có niềm tin sắc son hay không, niềm tin tương đồng và sắc hay không, niềm tin mà coi như là gió thổi không qua, mưa lôi không lọt hay không. Nếu chư vị thật sự trao cả cái huệ mạng này, trao cả tất cả những gì con đang có cho Đức Phật A Di Đà, chư vị về nghe trong 48 tọa đàm sơ xuất người bệnh, tọa đàm thứ 10 nói về cái bà xấu khuyết tật, bà giao cả huệ mạng cho bà,
cho bà, cho của bà, cho Đức Phật Di Đà lo. Bà không nghĩ gì hết. Những khi mà đứa con mà chống phá tới ngày bà nhân sanh đó, đi chơi hết, đúng không? Và thì quay trở lại một lần nữa, cái việc mà tham gia đường sớm 48 á, nó chỉ là gọi là phẩm vị cao hay thấp, là do trì danh sâu hay cạn mà thôi, đúng không? Và nếu như mà trong cuộc sống mà mình lỡ cái bận bộn quá, bận biểu nhiều quá, đúng không, thì thôi mình cố gắng mình xuống rum sớm, như 6 giờ, thường nói chung là do anh Phú phải hoi hết cái tiêu đề, do đó mà phải thường 6:30 hoặc 6:15 mới hết. Nếu chư vị mà có bận á, chư vị có thể 6:15 á, chư vị xuống rum cũng được. Nhưng mà trước khi xuống á, chư vị đem nguyện, đem công đức này trang nghiêm vật tịnh độ trên đền bốn ngôi nặng dưới khu tam đồ, nếu có ai thấy nghe đều phát tâm mô đề hết bộ thân này, đồng thời là quát là được rồi, như thế là được rồi, đúng không? Cái quan trọng, cái niềm tin và chí nguyện của mình sẽ đời này cứu chư vị, đồng ý không nào? Đã diệu Phật, xin đại chúng cho một tràng vào tay lớn hơn nữa. Chúng con thành kính nha chị.